Xin chào anh em, trên tay mình đây là Watt GT Active, hay còn gọi là Watt GT Gen 1 thế hệ đầu tiên. Cái đồng hồ này thì được Huawei giới thiệu vào khoảng hồi tháng 10 của năm 2018. Đây thực sự là một cái đồng hồ rất là đẹp. Và đến tháng 10 năm 2019 vừa rồi thì Huawei đã cho ra mắt thêm một cái dòng Watt GT 2 nữa, với phiên bản 46mm, có thể nghe gọi cũng như là có bộ nhớ trong để mà chúng ta có thể chép nhạc vào đấy để nghe mỗi khi mà đi tập thể dục. Cá nhân mình thì đánh giá cao Watt GT thế hệ đầu tiên hơn, bởi vì nó cao cấp hơn với những cái chất liệu ví dụ như là gốm này, rồi mặt kính sapphire này, hay là khung viền bằng thép không rỉ. Còn đối với cái phiên bản Watt GT 2 thì nó chỉ đơn giản là kính cường lực và khung viền kim loại. Và ngoài ra thì nó bổ sung thêm nhiều các cái phiên bản về màu sắc cũng như là về chất liệu dây, kích thước mặt. Và cái kích thước mặt 42mm thì sẽ không thể thực hiện cuộc gọi vì nó không có loa ngoài, không có mic. Về cơ bản thì cái giao diện của Watt GT này rất là dễ sử dụng, tại vì nó sử dụng cái hệ điều hành iOS của chính Huawei phát triển dành cho các thiết bị đeo tay của hãng. Tuy nhiên thì Watt GT này sẽ có một cái hạn chế, đó là iOS thì nó sẽ không cho phép các bạn có thể cài đặt thêm các ứng dụng vào. Phía trước thì chúng ta sẽ có một mặt đồng hồ tròn, đường kính là 46mm, kích thước hiển thị là 1,39 inch, độ phân giải là 454x454 pixel, một cái màn hình AMOLED rất là đẹp. Và trong cái phiên bản vá lỗi gần nhất, phiên bản cập nhật phần mềm vào khoảng tháng 9 năm 2019, thì Watt GT đã bổ sung thêm tính năng là Always On Display, vốn là một tính năng rất là xịn sò ở trên các cái dòng đồng hồ thông minh. Bây giờ thì mình sẽ demo cho anh coi thử. Cái Watt GT này hướng tới cái đối tượng khách hàng, họ là những người cần sự đơn giản, nhận thông báo, kiểm soát cuộc gọi. Họ không có nhu cầu cài đặt quá nhiều ứng dụng, tại vì là cái như mình nói lúc đầu á, thì iOS sẽ không có một cái App Store riêng dành cho cái hệ điều hành này, và các bạn sẽ không thể nào cài thêm ứng dụng bên thứ ba nữa, tại vì là bộ nhớ trong của Watt GT hay Watt GT XT nó chỉ có 128MB thôi, và có dung lượng RAM rất là nhỏ, cũng chỉ có 16MB thôi. Thì như mình nói, sau phiên bản tháng 9 năm 2019 thì các bạn đã có thể cài thêm được các mặt đồng hồ với cái vùng là vùng Việt Nam nha. Mình có tạm cái tài khoản Huawei là của Việt Nam luôn. Anh em có thể tải thêm được các mặt đồng hồ về. Cũng như anh em có thể thấy, cái đồng hồ bên tay phải mình đã có tính năng là Always On Display. Và mình đánh giá rất là cao tính năng này trên cái đồng hồ Watt GT, tại vì là nó vẫn có thể trụ được thời lượng pin đến 10 ngày với điều kiện kết nối liên tục nha. Và mình mở Always On Display liên tục như vậy. Ngoài ra thì tính năng của Watt GT nó có rất nhiều cái thông minh. Ví dụ như khi là mình che tay lại màn hình là nó sẽ tối màn hình, nó sẽ tắt đi. Hoặc là khi mình ra ngoài nắng hiển thị rất là tốt. Cũng như khi mà mình đang ngủ mà mình đeo á, thì cái màn hình nó sẽ không có sáng lên, ngay kể cả khi mà mình có nghiêng cổ tay đi chăng nữa. Đây là một cái rất là thú vị và mình rất là thích. Ngoài ra thì cái màn hình cảm ứng của nó cũng rất đẹp, được trang bị một tấm kính sapphire, không có báo vân tay, và nó chỉ cảm ứng được khi nào mà mặt đồng hồ sáng lên thôi. Còn khi mà mặt đồng hồ đang ở chế độ tối á, thì sẽ không có thể cảm ứng được. Nó sẽ rất là ok trong trường hợp mà các bạn đi mưa, rửa tay hay thậm chí là tắm vòi sen nữa. Rất là tuyệt vời. Khi màn hình tắt như vậy thì các bạn sẽ không thể nào thao tác trên màn hình cảm ứng được. Không thể thao tác được. Và muốn thao tác thì các bạn sẽ phải lật cổ tay khoảng 45 độ cho màn hình sáng lên, hoặc là mình sẽ phải chạm vào hai phím home của máy. Thì về các cái cách sử dụng của đồng hồ thì theo mình nghĩ là có rất nhiều các cái video nó đã nói rồi. Hôm nay thì mình chỉ đánh giá cái cảm quan cá nhân của mình về cái thiết bị này thôi. Thì nếu mà bạn là một người đơn giản, không có cần quá nhiều yêu cầu về các cái cấu hình, các cái tính năng, mà bạn vẫn muốn có những cái cơ bản như là đọc thông báo này, đọc thông báo này, hoặc là tập luyện thể dục thể thao và có GPS, thì chắc chắn là con này rất là ok. Con này thì có lẽ là cái thời lượng pin lâu xuất phát từ việc mà nó không có wifi, nó chỉ kết nối bằng Bluetooth, và ngoài ra thì nó sử dụng một cái phần mềm rất là đơn giản, nên thành ra là thời lượng pin có thể lên đến 15 ngày. Mình sạc pin khoảng 5 ngày trước và tính đến thời điểm hiện tại thì cái đồng hồ này vẫn còn khoảng 74% pin, tức là trung bình 5 ngày thì nó mất khoảng 25% pin, là một con số rất là ấn tượng. Vậy thì anh em cảm thấy sao với chiếc đồng hồ này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Nếu em bất kỳ thắc mắc nào thì cứ đặt câu hỏi, mình sẽ hướng dẫn anh em trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.